Tại Chùa Lam Sơn, thành phố Huế, thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến viếng Trưởng lão Hòa Thượng Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cũng trong ngày hôm nay, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã đến thăm tặng quà cho ba hộ gia đình chính sách người có công với cách mạng ở thành phố Huế. Thay mặt chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đặt vòng hoa viếng Hòa thượng Thích Đức Phương và ghi sổ tang. Hòa thượng Thích Đức Phương, nguyên là ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ở cương vị nào, Hòa thượng cũng thể hiện trọn vẹn tinh thần phụng sự, là minh chứng sinh động cho sự nhập thế, gắn kết giữa đạo pháp và dân tộc. Dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi lãng hoa viếng cố trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Phương. Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tại Huế. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn đã đến thăm ông Phạm Văn Giới, thương binh nặng và bà mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thí ở phường Thuận Thành, thăm gia đình ông Nguyễn Ngọc Mịch ở phường Thuận Lộc. Tại những điểm đến thăm, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ cuộc sống và lắng nghe tâm tư nguyện vọng của các gia đình đối tượng chính sách phó thủ tướng thường trực chính phủ cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế và các ban ngành tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả phát triển kinh tế xã hội thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội nhất là các vùng khó khăn các gia đình chính sách thương binh liệt sĩ và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số